Phát minh toilet đã cứu rỗi nhân loại như thế nào? Ngày nay, bạn có thể sống mà không cần đến smartphone, nhưng nếu phải sống ở nơi không có toilet hoặc nhà vệ sinh, chắc hẳn bạn sẽ không chịu nổi. Từ một thiết bị mọi người còn tránh nhắc đến trong mọi cuộc đối thoại, ngày nay chiếc bồn cầu đã trở thành một vật dụng không thể thiếu trong mỗi ngôi nhà. Tuy nhiên, trước khi toilet được chấp nhận và trở nên thông dụng như hiện nay, hàng ngàn năm trước, tổ tiên của chúng ta đã có những cách rất khác để xử lý chất thải của họ. Lịch sử của toilet song hành với lịch sử văn minh nhân loại, nhưng khác với những phát minh còn lại, nó phải chịu nhiều lời chê bai và châm chọc. Vấn đề vệ sinh của thời cổ đại. Có một sự thật là cứ 3 người trên trái đất thì chỉ có 2 người có toilet để dùng. Người còn lại không có toilet sẽ gặp phải những vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng và đối diện với nguy cơ nhiễm một danh sách dày đặc các bệnh truyền nhiễm như tả, kết lỵ, thương hàn, tiêu chảy, nhiễm hàng trăm ngàn loại ký sinh trùng và virus khác nhau, trong đó tất cả đều có thể dẫn đến tử vong. Hàng năm có đến 1,8 triệu người chết vì các bệnh liên quan đến vệ sinh kém, mà đa số nạn nhân là trẻ em. Không chỉ thiệt hại về người, thế giới mỗi năm cũng mất hàng trăm tỷ đô la từ những tác động của việc thiếu vệ sinh, từ dịch bệnh đến giảm dân số, đói nghèo. Qua đó ta có thể hiểu được sự ảnh hưởng của việc mất vệ sinh tồi tệ như thế nào. Từ hàng ngàn năm trước, con người đi đâu thải ra đấy, và càng kinh khủng hơn khi lối sống định cư tập trung hình thành. Trong thời kỳ đen tối ấy, con người phải sống trong sự dơ bẩn và mối nguy hiểm thường trực của bệnh tật. Từ đó, hình thành một trong những bản năng của con người đó là tránh xa sự hôi thối và bẩn thỉu. Chính bản năng này đã thúc đẩy những ý tưởng đầu tiên về toilet. Khoảng những năm 3000 trước công nguyên, ngôi làng đồ đá tại Skadabre ở Scotland và thung lũng sông Ấn, Pakistan đã nghĩ ra cách lắp các ống dẫn chất thải vào nơi giải quyết nỗi buồn rồi đổ thẳng ra sông, ra biển. Từ đó, chất lượng sống được nâng cao hơn hẳn. Trong thời gian này, những người Hebrew là những người du mục đã đào một cái hố để loại bỏ chất thải của họ, và rất có thể đây là hình thức nhà vệ sinh đầu tiên mà con người nghĩ ra. Đến khoảng năm 1700 trước công nguyên, nền văn minh Minoan của người Hy Lạp cổ đại cũng bắt đầu xây những nhà vệ sinh, toilet với hệ thống thoát chất thải bằng nước mưa đầu tiên của nhân loại. Không những thế, người Ai Cập cổ đại còn sáng tạo ra lỗ vệ sinh hình chìa khóa nhằm tăng sự thoải mái, biến những lần giải quyết thành những lần thư giãn. Và sáng tạo này đã ảnh hưởng đến hình dáng toilet suốt lịch sử về sau. Khi các nền văn minh và thành phố cổ đại phát triển, các phương pháp mới để giải quyết hiệu quả lượng lớn chất thải đã được phát minh. Hệ thống cống ban đầu có thể được tìm thấy ở thành phố cổ Mohenjo-Daro ở Pakistan ngày nay. Thành phố được quy hoạch tốt, có một hệ thống cống rãnh toàn thành phố và các nhà vệ sinh công cộng để thải chất thải cùng với nước. Được thành lập vào khoảng năm 2600 trước công nguyên, Mohenjo-Daro là một trong những nền văn minh đầu tiên giới thiệu nhà vệ sinh công cộng và hệ thống cống rãnh. Họ không chỉ thực hiện nhà vệ sinh công cộng, mà một số ngôi nhà ở các khu thương mại của thành phố cũng có nhà vệ sinh cho phép người ngồi bên trong. Không được đổi mới trong thời gian dài. Trong những thế kỷ tiếp theo, người La Mã đã đưa hệ thống toilet trở thành công trình trọng điểm trong các đô thị. Đến 315 sau công nguyên, riêng ở thành Rome đã có đến 144 toilet công cộng, cùng với đó là một hệ thống cống thoát nước Cloaca Maxima, một trong những hệ thống cống thoát nước đầu tiên của nhân loại để dẫn nước thải ra sông Tiber. Sau sự sụp đổ của đế chế La Mã vào năm 476, hệ thống cống rãnh và hệ thống nhà vệ sinh công cộng cũng sụp đổ. Trong suốt thời kỳ Trung Cổ, tàn tích duy nhất của hệ thống cống và toilet La Mã nằm trong một số nhà thờ và tu viện công giáo. Vì hầu hết dân số châu Âu thời kỳ này sống ở các vùng nông thôn, việc phân phối chất bài tiết tương đối dễ dàng hơn so với những người sống ở thành phố. Những người dân nông thôn châu Âu sẽ phân phối chất thải của họ bằng cách sử dụng nó như một loại phân bón, chứa nó trong một chiếc chậu lớn bằng đất sét hoặc bằng gỗ, dùng thay cho nhà vệ sinh. Nhưng nhìn chung, việc giữ gìn vệ sinh của người dân thời kỳ này vẫn còn thấp, nên sự mất vệ sinh đi cùng với bệnh dịch vẫn xảy ra thường xuyên và còn kéo dài đến tận thời kỳ Trung Đại. Trong thời kỳ này, xã hội bị bó hẹp lại trong các lâu đài và lãnh địa riêng của các lãnh chúa phong kiến, khiến sự phát triển của toilet đã bị chững lại suốt cả nghìn năm. Những nguyên tắc giữ vệ sinh trong các nền văn minh cũ không được đổi mới, thậm chí bị xói mòn. Các lâu đài châu Âu nguy nga là thế, nhưng những hệ thống xử lý chất thải vô cùng lạc hậu. Vào thời Trung Cổ, người Pháp, mà nhất là giai cấp quý tộc, thường giải quyết nỗi buồn ở ngay trên cầu thang, ban công lâu đài hay công viên.
Đến khi không thể chịu được mùi hôi thối, họ sẽ chuyển sang một lâu đài khác để sinh sống. Đặc biệt khi đó, việc tắm rửa cũng bị hạn chế rất nhiều vì họ cho rằng tắm sẽ làm cho sức khỏe yếu đi. Chính vấn đề vệ sinh tồi tệ đã gây nên những đại dịch kinh hoàng như dịch hạch trong thời kỳ trung đại. Sau khi bệnh dịch hạch đen lan rộng khắp châu Âu, các thành phố đã nỗ lực có ý thức để làm sạch đường phố, nhưng đó không khắc phục được sự cố ban đầu. Châu Âu cần tìm ra một cách để xử lý chất thải một cách sạch sẽ và an toàn. Một thiết bị vô lý và vớ vẩn. Trong thời kỳ phục hưng, con người bắt đầu ý thức hơn về phát triển khoa học và dịch tễ học. Tuy nhiên, vẫn chưa có sự cải tiến nào về việc đi vệ sinh. Cho đến năm 1596, Sir John Harington, con đỡ đầu của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhất, đã phát minh ra chiếc toilet có tên là Ajax, gồm một bể chứa nước và đường ống để xả nước vào bồn cầu. Đây chính là phát minh bồn cầu xả nước đầu tiên của nhân loại. Một kiệt tác mà ông chỉ làm duy nhất hai cái, một cho nữ hoàng và một cho bản thân. Phát minh của Sir John Harington là đột phá, nhưng không giải quyết được vấn đề về mùi hôi và hay bị tràn. Nhà phát minh đầy sáng tạo đã phải kết thúc sự nghiệp của mình với sáng chế đầu tiên này bởi ông không thể chịu nổi sự nhạo báng đeo đẳng, khi các đồng nghiệp cho rằng đây là một thiết bị vớ vẩn và vô lý. Phải đến 200 năm sau, vào năm 1775, nhà phát minh người Scotland Alexander Cummings sáng tạo ra bể chứa nước chữ S đặt bên dưới toilet, nhờ đó ngăn được mùi hôi cũng như chống tràn, thì toilet xả nước mới chính thức được công nhận. Alexander Cummings trở thành người đầu tiên được cấp bằng sáng chế cho thiết kế toilet xả nước, và thiết kế này vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Trong thế kỷ 19, châu Âu và nước Anh bước vào thời kỳ bùng nổ dân số, trong khi số lượng toilet lại chỉ có hạn. Trong các đô thị lớn, thậm chí 100 người phải dùng chung một cái toilet, dẫn đến đại dịch tả bùng phát tại châu Âu. Nguyên nhân bệnh dịch vẫn là bí ẩn cho đến khi bác sĩ John Snow phát hiện ra nguồn lây bệnh từ nước sinh hoạt. Từ đó ông kiến nghị các nhà cầm quyền Anh phải thoát nguồn nước bẩn này ra ngoài. Kết quả, chính quyền London đã cho xây dựng một hệ thống cống thoát nước khổng lồ từ năm 1858 đến năm 1865. Từ đó, số ca tử vong do dịch tả thương hàn và các bệnh lây truyền qua đường nước khác đã giảm một cách ngoạn mục. Một trong những nỗ lực khác của chính quyền Anh trong việc hạn chế dịch bệnh chính là việc phổ cập toilet. Năm 1848, chính phủ quy định mỗi nhà phải có một cái toilet hoặc một hố tự hoại. Năm 1851, George Jennings, một kỹ sư vệ sinh, cho ra mắt toilet xả nước công cộng hiện đại đầu tiên trên thế giới. 10 năm sau, hoàng tử Edward thuê kỹ sư Thomas Grubber xây dựng những nhà vệ sinh cho hoàng gia Anh. Thomas Grubber cũng chính là người tạo ra những chiếc toilet hiện đại ngày nay. Hai trường phái đi vệ sinh. Nói về toilet thì chúng ta cũng không thể bỏ qua thứ mà không một toilet nào có thể thiếu: giấy vệ sinh. Nguồn gốc của giấy vệ sinh được cho là từ Trung Quốc vào khoảng thế kỷ thứ 6 sau công nguyên, sau những ghi chép của học giả Nhan Chi Thôi. Đến thời Đường, các sứ giả và thương nhân nước ngoài đã ghi chép về việc người Trung Quốc dùng giấy vệ sinh. Đến thế kỷ 14, vào thời Minh, đã ghi nhận vào năm 1393 rằng nguồn sản xuất hàng năm là 720.000 tờ giấy vệ sinh, được dùng cho mục đích sử dụng của triều đình tại thủ phủ Nam Kinh. Riêng vua Minh Thái Tổ và hoàng gia đã dùng hết 15.000 tờ giấy vệ sinh loại có mùi thơm trong năm đó. Từ cuối thế kỷ 19, giấy vệ sinh có những bước tiến nhảy vọt. Năm 1857, Joseph Getty giới thiệu giấy vệ sinh với mục đích thương mại đầu tiên ở Mỹ. Năm 1883, Zeb Wheeler phát minh ra giấy vệ sinh dạng cuộn. Trong những năm 1920, nhu cầu về giấy vệ sinh tăng vọt tại Mỹ do du nhập toilet kiểu Crabber sau Thế chiến thứ nhất. Đến những năm 1940, giấy vệ sinh hai lớp được phát minh. Hiện nay có hơn 7 tỷ cuộn giấy vệ sinh được bán hàng năm chỉ riêng ở Mỹ, tức là mỗi người dùng khoảng 24 cuộn mỗi năm. Bên cạnh giấy vệ sinh, ở nước Pháp thế kỷ 17, người ta cũng phát minh ra một dụng cụ vệ sinh chủ kính, được gọi là bidet, vòi xịt vệ sinh. Khác với giấy vệ sinh vốn được dùng cho đại chúng, thì bidet lại dành riêng cho tầng lớp thượng lưu quý tộc vì thiết kế cầu kỳ. Cho đến thế kỷ 20 thì bidet mới bắt đầu được đưa vào trong nhà tắm và kết hợp với toilet để vệ sinh sau mỗi lần giải quyết nỗi buồn. Trong những năm tiếp theo, bidet đã có những cải tiến và bổ sung như xả nước ấm tức thì, đặc biệt người Nhật phát minh ra toilet, rửa tự động
trong những năm 80 với nước ấm, ghế sưởi, tiếng nhạc du dương. Những điều này đã góp phần phổ cập bê đê trở thành một thiết bị cần thiết nổi tiếng không kém gì giấy vệ sinh. Tầm quan trọng của toilet. Tại một hội nghị của những người làm trong lĩnh vực nhà vệ sinh năm 2001 tại Singapore, Tổ chức Toilet Thế giới tuyên bố lấy ngày 19 tháng 11 làm ngày Toilet Thế giới. Mục đích của tổ chức này là để nhắc chúng ta nhớ đến tầm quan trọng của một hệ thống vệ sinh tốt hơn cho tất cả mọi người và cho rằng đây không phải là chuyện mua vui cho thiên hạ. Mặc dù nhà vệ sinh rất hữu dụng, nhưng trong thực tế, trung bình mỗi năm hơn 40.000 người Mỹ gặp phải tai nạn khi đi toilet. Trong lịch sử, từng có một vị hoàng đế chết vì nhà vệ sinh, đó là vua George đệ nhị của Anh. Ông đã băng hà vì lý do rơi xuống bể xí một nhà vệ sinh vào ngày 25 tháng 10 năm 1760. Đến năm 2007, trong một cuộc bình chọn của tạp chí y học danh tiếng Prestige Medical Journal về thành tựu y học vĩ đại nhất kể từ thế kỷ 19 đến nay, các độc giả đã bình chọn sự cải thiện về vệ sinh với nước sạch, toilet và hệ thống thoát nước cho vị trí số 1, chứ không phải là kháng sinh hay vaccine. Có thể nói, chiếc bồn cầu là một trong những phát minh vĩ đại nhất của nhân loại. Nó có thể không hào nhoáng như những chiếc túi hàng hiệu xa xỉ hay thông minh như những chiếc điện thoại cảm ứng, thậm chí còn bị coi là không đáng nói tới. Nhưng nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thông qua việc nghiên cứu lịch sử, chúng ta có thể học cách trân trọng những thứ mà mình coi là đương nhiên đang tồn tại trong cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!